Anh em đã từng biết ở trong Minecraft có những resource pack trị giá đến 25 đô đến 50 đô, khoảng 1,3 triệu Việt Nam đồng. Nhưng hôm nay, Chun sẽ cho anh em thấy một cái resource pack Bedgua có giá trị lên đến 405 triệu Việt Nam đồng. Vậy trong cái resource pack này có cái gì mà nó lại giá trị đến như thế? Và xin giới thiệu với anh em, Chun béo. Vậy thì có cái gì hả? Trong pack này, nếu như anh em đến chỗ sản xuất sắt và vàng thì có thể nhận ra một điều rất là quen thuộc. Chẳng phải đây là Đạt Villa và Z97 sao? Đổi ra tiền mặt thì cả hai người này có giá trị lên đến 405 triệu Việt Nam đồng. Vậy là anh em đã hiểu lý do rồi đó. Pack này thì Chun được gửi bởi một người nào đó mà muốn Chun review pack. Và Chun đã cảm thấy rất là thú vị khi nhìn thấy cái pack này, nên sẽ phải làm video luôn. Hôm nay chơi Bedgua cùng Chun đó chính là Ken Pixel, một người vô cùng thân thiết ở trên mạng của Chun, và cũng sẽ là người trải nghiệm cái pack này với Chun. Ok, để trước khi vào video, anh em hãy cho Chun một nút like và nút subscribe nếu như anh em thích cái chủ đề mà Chun làm. Rồi thì bắt đầu vào video thôi, let's go. Cái gì đây? Oh, what the fuck? Bây giờ tôi bị gì này? Oh, đẹp như là OSKVD. Anh nhìn tay Chun này. Hả? Oh shit, poop. Oh shit. Poop. Hôm này là áo vàng. Chàng béo. Trời OSKVD. Nhà tạc có 3 lần. Ừ, bước chú vô thằng. Xuống. Được cái này. Đập đi không? Hay quá mà. Một thằng 4 máu. Ôi ra được cái này. Nó chưa ăn được, khả năng chưa ăn được. Được. Wow, tôi không dám ăn cái này tí nào ấy, chứ không dám ăn cái táo vàng tí nào ấy. Thế nhưng phải ăn thôi. Ăn. Bây giờ thích cái ăn. Đu. Nhận được chàng béo. Su. Sau lưng không? Hay quá ơi. Ôi. Hello. Lập mẹ đó. Một phút. Ô có 3 emerald này. Ô, đi chun. Nhưng mà chính đi ơi. Mày có. Mày thôi, tôi sẽ đi lượm chun nha. Ui, ra kim cương kìa, phải không? Ai có thơm gì thì tôi đi ngược. Ngược lên bọc đồng. Ơ, thằng này khôn vết ấy. Oh shit. Hello fan. Đi cú, hi cú. Bẻ lái. Vãi. Cái gì? What the fuck? Vang kìa. Đâu? Ui. Oh. What the fuck? Người đầu tiên phải làm là tôi phải lắp chỗ nước nó lại đã. Chị ở đây giùm bút ạ. Sống rồi, cứu. Cứu tôi, hay quá ơi. Đâu. Thằng già tôi sống. Luôn, để chun, cho chun đi. Đây, đúng rồi, cứ. Đâu rồi, nó không biết. Chà, bé bé. Ôi, đi này kìa. Không ổn trước nè. Tôi kèn một đi ass. Một chun. Một chun. Oh. Muốn nhầm gì rồi? Oh mai quá, chưa bị gây. Anh thích. Anh kia, tôi đang mua nhầm cái cưa cưa rồi. Đi. Thế đó. Đù má của bánh mì kìa. Cái bánh kim cương. Tật lầy luôn. Quá ngầu. Kim cương. Nè. Ok. Nó hậu xa. Đường chịu thật ạ. Đại. Ây, ơ, hay không? Let's go. Ờ, Hồng đang làm gì kìa? What the fuck? Rớt đường vậy? Thằng. Hay. Cái này chúng mới để hai cục, Ken lấy một cục không? Hello, nigga. Ui, nhiều đuổi. Oh, what the fuck? Thằng này thiếu nợ hay sao ấy? Thằng này thiếu nợ. Thằng này thiếu đuổi.
hai cái này. Hai cái này. Chết rồi. 800 béo. Được rồi. Ô. Cái này không? Ờ, cái thằng qua. Cái này mua ra thì cứ chun cho ngầu ấy. Ê, cái thằng qua. Ê, 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 ê. Mày. Ê, lô, 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 lô. Bye bye. Chém nó qua, chém nó qua, chém. Ai con thằng này nó ấy nhầm nhầm. Tao có kéo rồi. Không 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 không. Nó skip nhờ Ken, Ken không biết gì hết hả Ken? Tao biết, tao bị bù, apply. Ai coi từ mơ, ồ, kia hai lần kia qua mất tiêu. Ủa con vẫn còn lướt được à? Đi Ken ơi, kêu đi, chung một kêu. Để chung một kêu. Đạp đi, oh shit. À. Yeah, friend. Hả? Ken ơi. Gì không? Ken, bật inventory lên nhìn kìa. Hả, nhìn gì không? Bật inventory kia nhìn có cái chữ kìa. Cát lửa. Ăn cắp. Ông này, ông không thể khóa xóa chữ nữa mà. Ăn cắp trắng chữ. Em là bé da đen, em lớn lên trong gia đình nigger. What the fuck? Có nhà trắng nó cũng... Oh, ok. Sao này... Chú đập rồi. Nó là đập đi. Đồ đau quá. Ai spa. Ok. Mày chạy như chó dữ vậy. Hả? Ken nó đang thế, ở... Ken nào thế thì khác nữa gì Ken. Oh shit. Sự vã. Này chạy nhanh quá. Man. Chạy nhanh vãi gì. Thôi chết rồi. What the fuck. Oh shit. Tâm 1 phải buồn. Kiểu thắng một cách. Nó không thể nào nhảm hơn được. Tung phong. Để chút. Ai con hắn? Chạy đây. Ồ, sống rồi kìa. What the fuck? Mấy ông này cheat thật đấy. Yeah, nó còn quay. Chú đi. Chú lấy chàng béo. À, lụm chàng béo. Ý là lụm chàng béo chứ không phải lấy chàng béo nha. Chết chú. Mùa hết ngày. Ken múc băng cực kỳ chú xem à. Ngon. Lè. Lè. Backflip xong này giết nó. Thế rồi, bên này sao lại không có đường này. Con đặt nước làm gì vậy? Bây giờ sợ nhất là bắt gặp. Wow. Cú. Chết nhảm thật sự. Thật thằng mày thế. Anh được phát thằng kia nói tí gì.